Chào mừng quý vị đã đến với chương trình tin tức quốc tế trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Thưa quý vị, trận chiến giành Bakhmut là một trong những trận chiến đẫm máu nhất và kéo dài nhất khi xung đột bước sang năm thứ hai. Kể từ tháng 8 năm ngoái, khi các cuộc giao tranh ở Bakhmut ngày càng trở nên khốc liệt hơn, ước tính mỗi ngày có hàng trăm binh sĩ của cả hai bên thiệt mạng trong và xung quanh thành phố. Tới nay, quân Nga đã kìm chặt ba phía và ngày càng tấn công dồn dập, ép cho lính Ukraine đang phải co cụm. Giờ phân tích cho rằng, kịch bản Ukraine rút quân khỏi thành phố Bakhmut sau các cuộc giao tranh khốc liệt với Nga cũng không làm thay đổi cục diện chiến sự hiện nay. Vậy nếu Bakhmut thực sự rơi vào tầm kiểm soát của Moscow, thì liệu Kiev còn giữ được những phần lợi thế đang có trong tay hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Những đống đổ nát bốc cháy, đây là cách mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói về Bakhmut hồi tháng 12 trong chuyến thăm ngắn ngủi tới thành phố này, nơi bị tàn phá nặng nề và là tâm điểm của cuộc xung đột. Thành phố Bakhmut là một phần của khu vực giao tranh quy mô lớn, bao gồm thành phố Soledar ở phía đông bắc. Nga đã kiểm soát Soledar từ 2 tháng trước. Việc kiểm soát Bakhmut, Soledar là chìa khóa để kiểm soát các thị trấn và thành phố quan trọng về mặt chiến lược và được phòng thủ vững chắc khác ở vùng Donbass, gồm Chasivya, Kramatorsk và Sloviansk. Trong những tuần gần đây, Moscow đã nỗ lực tiến công theo năm hướng, cùng lúc dọc theo chiến tuyến trải dài 1.200 km. Trung tướng Iho Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lực lượng của họ dàn trải quá mỏng. Nga đang cố gắng kiểm soát các thành phố Kremina, cách Bakhmut 75 km về phía Bắc và Vuleda, cách Bakhmut 150 km về phía Nam. Ông Romanenko cho rằng, các lực lượng Ukraine chỉ cần cầm cự thêm vài tuần nữa trước khi họ nhận được các loại vũ khí hiện đại của phương Tây, bao gồm xe tăng Leopard tiên tiến được thiết kế để chiến đấu và phá hủy các phương tiện bọc thép thời Liên Xô. Họ cũng cần thời gian để được huấn luyện sử dụng những vũ khí này. Ông Romanenko cho hay, sau khi chúng tôi ngăn chặn cuộc tiến công của họ và thiết lập các lực lượng dự bị chiến lược, bao gồm những vũ khí do phương Tây cấp và các đơn vị quân sự được huấn luyện, chúng tôi có thể tính đến việc tiến hành một cuộc phản công. Theo các chuyên gia, nếu Ukraine chọn rút quân khỏi Bakhmut, nơi gần như đang bị lực lượng Nga bao vây, quyết định này cũng không phải là thảm họa. Nikolai Mitchokin, nhà sử học tại Đại học Bremen của Đức, cho biết, Bakhmut vẫn đóng vai trò quan trọng vì đây là trung tâm phòng tuyến thứ hai của lực lượng Ukraine ở Donbass. Chuyên gia Mitchokin nhận định, nhưng sau khi để mất Soledar và Bakhmut bị bao vây từ ba phía, tầm quan trọng của nó đã giảm đi đáng kể. Vì vậy, tổn thất của việc mất Bakhmut sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến cuộc chiến. Theo ông Mitchokin, điều đó có nghĩa là các lực lượng Nga sẽ không gặp phải những trở ngại quá lớn trước khi tấn công tuyến phòng thủ thứ ba của Ukraine, khu vực Torres trải dài gần 100 km ở phía tây của Bakhmut. Với tốc độ tiến công như hiện nay, cùng với sự kháng cự của lực lượng Ukraine và điều kiện thời tiết mùa xuân với nền đất ẩm ướt khó di chuyển, ông Mitchokin dự đoán Nga sẽ bao vây thành phố Chasivya chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các lực lượng Nga khó có thể tiếp cận các vùng ngoại ô Konstantinovka và Kramatorsk trước thời điểm giữa tháng 5. Hai thị trấn chiến lược này lần lượt nằm cách Bakhmut 27 km và 55 km về phía Tây. Chuyên gia Mitchokin cho rằng, Nga sẽ mất một năm hoặc hơn để tấn công tuyến phòng thủ thứ ba dọc biên giới Donetsk và Luhansk, bao gồm hàng trăm địa điểm được phòng thủ nghiêm ngặt và một mê cung các chiến hào và hầm trú ẩn. Giới lãnh đạo quân sự phương Tây nhận định, việc Ukraine rút quân khỏi Bakhmut sẽ không thay đổi cục diện chiến sự. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố, tôi nghĩ Bakhmut mang nhiều giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và tác chiến. Bakhmut thất thủ không đồng nghĩa với việc Nga đã thay đổi cục diện cuộc chiến này. Giao tranh giữa Nga và Ukraine ở thành phố Bakhmut, mặt trận miền Đông, đã chứng kiến những trận cận chiến cường độ khốc liệt, nơi quân nhân hai bên đã mặt đối mặt, đánh giáp lá cà để giành giật từng mét đất. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo, Nga có thể kiểm soát hoàn toàn Bakhmut ở miền đông Ukraine sau vài ngày nữa, mặc dù Kiev quyết tâm bảo vệ thành phố này lâu nhất có thể. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cập nhật tình hình chiến sự hôm 8 tháng 3 rằng đối phương tiếp tục tiến vào khu vực Bakhmut. Họ không ngừng tiến công vào thành phố này. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục tấn công Bakhmut mặc dù bị tổn thất đáng kể. Quân đội Ukraine tuyên bố
có thể cầm chân lực lượng Nga ở một số khu vực trong và xung quanh thành phố Bakhmut. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, quân phòng vệ của chúng ta đã đẩy lùi các cuộc tấn công ở các khu vực Orykhovo, Vasilivka, Dubovo, Vasilivka, Dubovo, Vasilivka, Bakhmut và Ivanivske. Theo quân đội Ukraine, trong các cuộc giao tranh ở Bakhmut, Nga tiếp tục phụ thuộc nhiều vào lực lượng pháo binh với sự yểm trợ của các hệ thống pháo phản lực phóng loạt và không quân. Atem, một bác sĩ của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine gần Bakhmut, nói rằng mọi con đường ra vào thành phố đều bị pháo kích dữ dội. Xe cứu thương và các phương tiện khác bị pháo kích, do vậy rất khó để sơ tán người dân. Tổn thất hiện rất lớn, trong đó có cả các nhân viên y tế. Một lính biên phòng Ukraine cho biết trong một video do lực lượng biên phòng Ukraine công bố, tình hình trong thành phố rất khó khăn. Đối phương tiến công liên tục vào các vị trí của chúng ta. Tuy nhiên, họ không đạt được bất kỳ thành công nào và chịu tổn thất to lớn. Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu Tổ chức Quân sự Tư nhân Nga Wagner, hôm 8 tháng 3 tuyên bố, các đơn vị của Wagner đã kiểm soát toàn bộ phần phía đông Bakhmut và mọi thứ ở phía đông sông Bakhmut hiện thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của Wagner. Nếu thông tin trên là chính xác, điều đó đồng nghĩa với việc các lực lượng Nga hiện kiểm soát gần một nửa thành phố Bakhmut trong nỗ lực giành được toàn bộ khu vực này ở miền đông Ukraine. Cùng ngày, phát biểu trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng Liên minh châu Âu tại Stockholm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, Nga đang đưa thêm quân vào trận chiến. Những gì chúng ta thấy là Nga đang tung thêm quân, nhiều lực lượng hơn và những gì Nga thiếu về chất lượng thì họ cố gắng bù đắp bằng số lượng. Họ đã chịu tổn thất lớn, nhưng đồng thời chúng tôi không loại trừ khả năng Bakhmut có thể thất thủ sau vài ngày nữa. Ông Stoltenberg cho rằng đây không hẳn là một bước ngoặt trong cuộc chiến, nhưng cho thấy chúng ta không nên đánh giá thấp Nga. Lực lượng Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh khốc liệt ở mặt trận Bakhmut nhiều tháng qua. Đây là mặt trận duy nhất Nga đạt được bước tiến lớn kể từ mùa hè năm ngoái. Nếu kiểm soát Bakhmut, đó sẽ là thắng lợi đáng kể đầu tiên của Moscow sau khi buộc phải rút khỏi Kharkov và Kherson do các cuộc phản công của Ukraine. Lãnh đạo tập đoàn quân sự Wagner tuyên bố các đơn vị của họ đã kiểm soát toàn bộ phần phía đông Bakhmut. Lãnh đạo Wagner cũng đăng tải một đoạn video từ trong thành phố Bakhmut để bác bỏ thông tin của Ukraine cho rằng lực lượng này tổn thất nặng nề ở thành phố. Ông Prigozhin kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa người già và trẻ em ra khỏi thành phố. Các bản đồ do Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ESW công bố theo dõi chuyển động trên bộ của lực lượng Nga tính đến hôm 7 tháng 3 cho thấy Moscow đã kiểm soát khoảng 40% Bakhmut sau một chiến dịch kéo dài 8 tháng qua từ mùa hè năm ngoái đến nay. Trong khi đó, hãng tin TASS dẫn lời một cố vấn quan chức ở khu vực ly khai Donetsk cho biết Moscow đã kiểm soát khoảng một nửa thành phố. ESW cho rằng Ukraine đang tiến hành một cuộc rút lui chiến thuật hạn chế khỏi thành phố Bakhmut. Một trong những dấu hiệu cho kế hoạch này là Ukraine cho nổ tung hai cây cầu gần Bakhmut. Báo cáo của ESW nhận định việc phá hủy trước các cây cầu có thể là một dấu hiệu cho thấy quân đội Ukraine dường như tìm cách ngăn chặn sự di chuyển của Nga ở phía đông Bakhmut và hạn chế các tuyến đường đi ra phía Tây. Mặc dù giới quân sự và chuyên gia phương Tây tin rằng Kiev nên rút quân chiến lược khỏi Bakhmut để bảo toàn lực lượng cho kế hoạch phản công sau này, song chính quyền Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tiếp tục bám trụ ở đây lâu nhất có thể. Theo ông Zelensky, nếu Ukraine để mất Bakhmut, Nga sẽ có con đường mở để tiến đến các thành phố then chốt khác ở miền đông nước này như Kramatorsk và Sloviansk. Đồng thời, việc quân đội Ukraine quyết bám trụ để chứng minh những viện trợ của phương Tây không lãng phí vô ích và điều đó sẽ giúp củng cố niềm tin ở các đối tác đồng minh. Đây cũng là chiến thuật của Ukraine nhằm cầm chân lực lượng Nga và bào mòn lực lượng của họ trước khi Kiev có thể tiến hành một cuộc phản công lớn dự kiến vào cuối mùa xuân này. Đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại! Thank you.